rầm rộ tin đồn chồng sắp cưới của nam em từng có hai đời vợ, ba con riêng, làm công việc liên quan tâm linh. Những tin đồn cho rằng chồng sắp cưới của nam em từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân không êm thấm trước đó đã khiến nhiều người xôn xao. Việc nam em bất ngờ công khai chồng sắp cưới sau thời gian úp mở vì danh tính nửa kia đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trước đó, dù có nhan sắc xinh đẹp, nam em lại được cho là trắc trở tình duyên khi trải qua không ít ồn ào tình ái. Vậy nên, hậu công khai người yêu, thông tin xoay quanh nửa kia của nam em, nhất là khi cả hai còn úp mở chuyện lên xe hoa, đã khiến nhiều người xôn xao. Đáng nói là sau khi người đàn ông này vừa lộ diện không lâu thì mạng xã hội đã rầm rộ những tin đồn về đời tư chồng sắp cưới của nam em. Không rõ từ đâu mà nhiều netizen liên tục bình luận đồn đoán rằng bạn trai hiện tại của nam em đã từng có hai đời vợ và nhiều con riêng. Trên trang cá nhân, người này thường chia sẻ nhiều hình ảnh, thông tin về phong thủy. Vậy nên netizen còn gọi chồng sắp cưới của nam em là thầy phong thủy. Nhiều người hâm mộ liên tục bình luận bày tỏ sự lo lắng cho nam em và sợ rằng người đẹp sẽ khó hạnh phúc và viên mãn nếu thật sự đời tư của nửa kia vướng bận nhiều chuyện quá khứ như thế. Tuy nhiên, những tin đồn này đều chưa được kiểm chứng và người trong cuộc cũng chưa lên tiếng thêm về những thị phi xoay quanh. Trước đó, trong suốt nhiều ngày qua, nam em liên tục lên tiếng úp mở về chuyện chuẩn bị kết hôn nhưng chưa từng hé lộ danh tính về ông xã tương lai. Vào ngày 18 tháng 11, nam em chia sẻ bức hình đi ăn cùng bạn trai và lộ một phần gương mặt của nửa kia. Kèm theo bức hình này, nam em thông báo tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai, khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. 21 trắp ăn hỏi, ai muốn bưng mâm nào, tay đâu? Cách đây hơn 3 tháng, sau mọi ồn ào và thị phi, nam em bất ngờ thông báo đã có bạn trai nhưng không tiết lộ thông tin về nửa kia. Cô đăng tải đoạn clip và đính kèm dòng trạng thái, yên bề gia thất, an cư lập nghiệp. Và khoe bàn tay, đeo nhẫn ở ngón áp út. Thậm chí không ngại dư luận, bạn trai người đẹp gốc Tiền Giang còn viết tâm thư bảo vệ nam em, tuyên bố sẵn sàng cùng cô vượt qua những sóng gió.